chắc chắn Thái Sơn Nam vẫn là những người được đánh giá cao hơn so với Quảng FC. Cơ hội rất dễ dàng, bàn thắng mở tỷ số đã đến với cầu thủ Thái Sơn Nam. Và cầu thủ đã ghi bàn ở trong tình huống rồi đó là Xuân Dù. Ala của Thái Sơn Nam đã có một tình huống xử lý rất tinh tế trước khi dứt điểm vào lưới trống. Tỷ số của trận đấu là 1-0. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Chính Xuân Dù là người đã khởi màu cho đợt tấn công vừa rồi. Minh Chí có tình huống làm tường và nhà bóng ngược trở lại. Xuân Dù băng lên, có một tình huống đẩy bóng bằng gầm giày để loại. Lại là pha dứt điểm của Minh Chí và tỷ số của trận đấu là 2-0. Bàn thắng của Pivo bên phía. Lần này thì Xuân Du và Minh Chí lại tiếp tục có được.